Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị bắt khi đang có hành vi vận chuyển ma túy, cơ quan chức năng cho biết đây là hình thức phạm tội mới nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu ra lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế. Theo cơ quan chức năng, quy trình soi chiếu hành lý của các tiếp viên cũng như thành viên đoàn bay cũng giống như đối với khách hàng thông thường. Động thái này nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm phòng chống buôn lậu ra lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên, đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm đi từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc để sàng lọc kiểm tra có trọng tâm. Trước đây những người có nghi vấn thường là người có mối quan hệ phức, khách nước ngoài, khách du lịch. Nhưng giờ xuất hiện nhóm mới, trong đó có tiếp viên hàng không. Do vậy việc quản lý sàng lọc phân loại nghi can để đấu tranh gặp nhiều khó khăn.